Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một món ngon từ tôm, đó là tôm nướng kiểu Thái ha. Thì cái này á, mình gọi là tôm nướng kiểu Thái hoặc là có thể gọi là tôm nướng muối ớt cũng được. Vì tôm khi mà nướng xong á, nó sẽ có cái vị cay, ngọt, mặn rất là đậm đà, thơm lắm luôn. Thì cách làm đơn giản không có khó, mình cùng vào bếp làm món tôm nướng kiểu Thái này với Diễm nha. Để làm tôm nướng ngon á, thì mình nên chọn cái tôm nó to ha. Thì bên đây bán tôm tươi rất là hiếm. Diễm thì Diễm mua cái tôm đông đá này nè. Mình chọn cái tôm sú cũng được. Thì cái tôm này nó còn nguyên cái đầu luôn, vì vậy mà nó rất là ngọt. Mình lấy trong tủ đá ra thì mình sẽ xả nước lạnh nha. Lưu ý là nước lạnh mình xả cho nó tan đá hết. Thì cái hộp tôm này Diễm đếm được là 28 con á. Mình xả cho nó tan đá hết rồi mình sẽ để ở đây cho nó mềm ha. Khoảng 30 phút là nó sẽ mềm. Thì bây giờ Diễm đếm được 28 con cho nên là Diễm sẽ lấy 28 cái que tre mình ngâm nước. Mình ngâm nước để mình xiên vô tôm, chút nữa mình nướng xong mình lấy ra cho nó dễ dàng. Thì mình ngâm ít nhất là 1 tiếng nha. Tôm sau 30 phút mình sờ thử thì mình thấy nó đã mềm rồi. Thì mình xả nước lạnh lại một lần nữa cho nó sạch ha. Và bây giờ mình sẽ dùng một cái cây tăm, mình lấy cái đường chỉ đen trong lưng tôm ra. Từ phần đầu của tôm á, mình bỏ đi một cái đốt lưng rồi mình sẽ nhẹ nhàng mình xiên cái cây tăm á, mình lấy cái sợi chỉ đen của nó ra, rút thật nhẹ thì nó sẽ ra luôn được cái sợi chỉ ngay chỗ cái phần đuôi ha. Đó, sau đó mình dùng kéo mình cắt cái đầu dài nó đi nha. Sau khi mà làm xong sạch sẽ thì Diễm sẽ dùng cái tờ giấy nhà bếp á, Diễm lau là cho khô để mình ướp á, nó không có bị ra nước nhiều và nó thấm nó ngon hơn. Rồi bây giờ mình đi xiên tôm thì mình xiên á, mình bẻ con tôm cho nó thẳng ra rồi mình xiên từ cái đuôi á, lên trên tới cái đầu luôn nha, cho con tôm nó thẳng. Bây giờ mình pha cái hỗn hợp ướp thì sẽ Diễm sẽ dùng cái máy xay này là mình xay cho thật nhuyễn, còn nếu mà mình không có máy xay thì mình bầm rồi mình giã cho thật nhuyễn nó mới ngon. Ở đây Diễm có 30 gram tỏi ha, bây giờ mình cắt ra nhỏ nhỏ cho nó xay cho nó nhanh nhuyễn đó. Tiếp theo Diễm sẽ có 30 gram hành tím. Thì phần tỏi với hành nó sẽ bằng lượng với nhau, mình cũng cắt hành tím ra nhỏ luôn. Ở đây Diễm có ba cái đầu hành trắng, thì mình có đầu hành trắng này á, giúp cho cái nước mà trộn của mình nó thơm hơn nhiều lắm, mình cắt nhỏ luôn ha. Và Diễm có một cây sả, thì cây sả này Diễm cân được 15 gram, mình cũng cắt nhỏ luôn. Tiếp theo là mình có khoảng 4 tới 5 cái lá chanh, thì lá chanh á, mình cắt bỏ cái phần gân cứng ở trong. Lá chanh này là Diễm cất trong tủ đông đá, Diễm lấy ra nè mà nhìn vẫn rất là ngon. Mình cũng cắt nhỏ lá chanh ra luôn nha. Ở đây Diễm có ba cái rễ ngò, thì những cái gia vị ướp của Thái họ rất là thường sử dụng cái rễ ngò, mà rễ ngò thật ra nó thơm lắm. Mình rửa cho sạch đất cát ha, rồi mình cũng cắt ra nhỏ. Thì lượng ớt ở đây Diễm có tổng cộng là 60 gram, là hai loại ớt sừng và ớt hiểm. Thì cái này là cay nha, nếu mà mình không ăn cay được thì mình không dùng cái ớt hiểm, còn nếu mà mình ăn cay nhiều hơn thì mình tăng cái lượng ớt hiểm lên. Diễm làm cái phần này mà ông xã Diễm ăn ngồi nước mũi nước mắt chảy hết trơn mà nói ngon nhưng mà cay quá. Rồi mình sẽ nêm vô 1 muỗng cà phê đường nha, 2/3 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/2 muỗng canh dầu hào. Đồ biển thì mình nêm dầu hào nó thơm hơn. 3 muỗng canh dầu ăn nha, mình dùng dầu nào mà ít mùi là được. Và Diễm sẽ cho thêm 2 muỗng canh dầu màu điều. Dầu màu điều mình có vào thì nó sẽ thơm và cái màu tôm mình khi nướng lên nó sẽ vàng nó đẹp ha. Rồi mình mang mình đi xay cái hỗn hợp này nha. Mình lưu ý là mình sẽ xay cho nó nhuyễn ha. Mình xay á, nó không nhuyễn á, thì mà lúc mà mình ướp á, thì nó không thấm đều với ăn á, nó lạm xạm, Diễm thấy nó không có ngon. Mình cố gắng mình xay cho thật là nhuyễn. Thì Diễm xay khoảng cỡ 2 phút mấy 3 phút á. Đó, cái này là Diễm xay xong rồi. Đó, cái hỗn hợp nó sẽ là như vậy. Nó đặt nó sệt. Rồi bây giờ á, mình lấy tôm á, mình thoa cái hỗn hợp này lên. Mình thoa cho thật là đều nhé, ngay phần chân nè, phần đầu của tôm đều hết lên cái mình tôm luôn. Sau khi thoa đều rồi á, thì mình sẽ quệt xuống ha, mình đừng có để cho cái hỗn hợp này nó dính lên con tôm nhiều, tại vì cái lượng tôm đây 28 tới 30 con thì cái hỗn hợp này Diễm cân đo Diễm thấy nó rất là vừa. Nếu mà mình để cho cái hỗn hợp ướp còn trên cái con tôm nhiều á, thì nó sẽ bị thiếu nha. Mình cứ
quết hết lên, sau đó xong xuôi hết nó còn dư lại á, thì mình mới cho cái phần nước ướp còn lại lên tất cả những con tôm, và mình sẽ để cho tôm nó nghỉ nửa tiếng nha. Còn nếu mà mình muốn để lâu hơn thì mình nên cất tôm vô trong tủ lạnh, giúp cho tôm nó tươi á, thì mình nướng lên nó ngọt, nó săn chắc, nó ngon. Bây giờ Diễm La đi làm cái nước chấm ớt xanh, thì Diễm có hai cái trái ớt xanh. Diễm cho vô một muỗng canh đường cát, còn nếu mà mình có đường thốt nốt, mình cho đường thốt nốt càng ngon. Mình sẽ giã cho cái ớt xanh này nó thật là nhuyễn ra nha. Mình giã chung với đường á, thì nó dễ nhuyễn hơn. Khi mà mình thấy nó nhuyễn rồi á, thì bây giờ mình mới nêm muối. Thì muối ở đây á, Diễm sẽ vừa sử dụng cái muối này là muối biển. Muối biển á, thì cái vị mặn của nó sẽ ít hơn là cái muối tinh á. Thì Diễm cho vào đây một muỗng canh. Tiếp theo á, Diễm cắt nửa trái chanh thì Diễm nặn trước vô khoảng 2 phần 3. Rồi bây giờ Diễm sẽ khuấy cho cái hỗn hợp này nó tan ra rồi mình nêm lại. Làm sao cho nó ngọt ngọt và nó chua á, thì nó sẽ ngon ha. Diễm nếm lại rồi thì Diễm nặn hết cái phần chanh còn lại gì là khoảng một muỗng canh nha. Rồi bây giờ Diễm sẽ đi bật lò nướng. Thì mình sẽ sử dụng cái chức năng nướng nha. Lò Diễm nó có cái chức năng nướng có quạt này nè, Diễm bật là 180 độ C, 356 độ F. Còn nếu mà mình không có cái chức năng nướng này thì mình nướng bình thường cũng được, thì nhiệt độ là 200 độ C ha. Tôm á, thì mình sẽ quệt hết cái phần mà nước ướp đồ á, ra khỏi tôm nha. Tại để nhiều quá thì nướng á, con tôm Diễm thấy nó không có thơm với nó không có vàng đều á. Đó, mình quệt ra hết như vậy, mình sắp cho nó xen kẽ, có một cái khoảng trống thì mình nướng nó sẽ thơm, nó ngon hơn là mình xếp cho nó đặt với nhau. Diễm đặt cái vỉ nướng này vô rãnh giữa của lò và mình nướng từ 12 cho tới 15 phút tùy cái con tôm mình nó nhỏ hay là nó lớn đó. Thì lúc mà mình quan sát vô mình thấy là cái đuôi tôm á, nó bắt đầu nó vàng, nó khô và nó hơi đen đen á là được. Đừng có nướng lâu quá thì cái con tôm của mình nó sẽ bị khô. Đối với những cái hải sản á, khi mình lấy nó ra hoặc là mình tắt lò rồi á, là nó vẫn còn tiếp tục nó chín ha. Vì vậy nếu mà mình nướng chín quá thì ra ngoài nó sẽ bị khô cứng. Đó, Diễm nướng cái này là 13 phút nè. Tôm này á, thì mình nướng lửa than càng ngon hơn ha. Mình ăn thì mình sẽ ăn chung với rau răm và mình chấm nước chấm. Mà Diễm thấy á, thật ra nó cũng đã rất là đậm đà rồi, mình không cần chấm nước chấm vẫn ngon. Nhưng mà cái phần thịt tôm ở trong có thể nó không có thấm á, thì mình chấm miếng tí xíu nước chấm chua chua ngọt ngọt hấp dẫn hơn. Món tôm nướng này cũng rất phù hợp để mình dùng làm cái món đãi tiệc á. Ví dụ như mỗi người mình tính hai con thì mình cứ tính cái khẩu phần rồi mình bỏ tôm ra mình làm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được món tôm nướng thật là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.